Hello các bác nhá, em giới thiệu các bác cái nồi áp suất Nhật bãi inox. Đây, rất đẹp, nồi 5 lít rưỡi đối từ các bác nhé. Đây là cái núm hơi này. Đó, cái núm hơi thì nó sẽ có hai cái nấc này, low và high. Các bác vặn về cái vạch này. Đó, để điều chỉnh áp suất mạnh nhẹ như thế này. Đó. Đây nhá, cái vạch này thẳng với số H này hoặc là thẳng với chữ L này. Điều chỉnh hơi mạnh hơi nhẹ. Mở ra này các bác cứ xoay ra. Nhìn cho em cái tam giác này, thẳng cái tam giác này. Rất là đẹp các bác nhé, này các bác nhìn giòn của nó đây. Rất là đẹp. Xuất sắc. Nồi inox, bút nước từ. Nó đây, 5,5 lít này, IH này. Con này thì nó làm một đáy thôi, chứ nó không làm hai đáy như các loại khác nhé. Một đáy này thì bác nào đun bếp ga cũng được nhé. Thì nếu mà hai đáy các bác đun bếp ga thì nó lâu nóng lắm. Hai đáy thì nó chưa đun từ, còn con này thì nó làm đun bếp từ được. Nhưng mà nó lại làm một đáy thì giá sẽ rẻ hơn con khác các bác nhé. Chiếc này giá 1,5 triệu. Nó còn cũng cái giống như này mà bằng con hai đáy nó phải là 1,8 triệu đến 2 triệu các bác nhé. Ok các bác.